Ơ kìa. Ơ kìa. Cái gì vậy? Có còn. Từ từ nào anh em. Ở đây là có người à? Lìa. Bố chúng mày đi ăn thú rồi. Còn cái đồ lúc mặt đi sai. Hay lắm cô. Rồi đóng cửa lại cúng rồi mà. Bắn luôn nhá. Nó ngửa cho PC á. Nó ngửa tên PC nó bị mày á. Cày gái gái này. Hai viên rồi đấy. Lóc rồi. Ok, thấy lóc rồi. Hey, phần cân hai viên. Không làm thế được tất người không được. Yeah. Chúng ta không biết. Hay thế nhở? Đẩy lên, đẩy lên. Chỗ cái cây, cây. Chỗ chấm ấy. Chưa thấy nha. Phi ngừng hết rồi. Bà cái tôi vừa đánh phải nha anh em rồi. Về nó mất rồng mất rồi. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tear it down this place. Off the liquor that we chase. Got some needles to the face, baby. I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby. Game, get a play. I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine. Đây đâu quá nhỉ? Chào mừng anh em đến với kênh của Văn Tiệp Vlog. Kênh của mình thì về đời sống văn hóa tại địa phương, đời sống cá nhân cũng như là game, đặc biệt là PUBG. Rất mong mọi người hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Chào mọi người.